Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học thuộc Đại học Y Texas của Mỹ khẳng định rất có thể virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ loài dơi và đã lây nhiễm sang con người. Nhưng virus này đã có một sự thích nghi di truyền và gây ra đại dịch COVID-19. Theo kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện chủng virus SARS-CoV-2 có họ hàng gần nhất với chủng coronavirus được tìm thấy ở loài dơi móng ngựa và lây nhiễm sang các vật chủ trung gian như gấu mèo, kỳ hương trước khi lây nhiễm vào con người. Các nhà khoa học đã lấy 130.000 mẫu bệnh từ người và so sánh với 69 mẫu bệnh từ loài dơi để xem sự biến đổi của virus. Phân tích di truyền cho thấy có những đột biến nhỏ đã giúp virus lây lan sang người. SARS-CoV-2 bắt đầu thay đổi từ cuối năm 2020, khi các biến thể đầu tiên xuất hiện. Virus này thích nghi với môi trường có miễn dịch nhiều hơn, chọn lọc các biến thể có thể thoát khỏi hệ miễn dịch, đặc biệt trong việc lây nhiễm mãn tính vào những người bị suy giảm miễn dịch. Một số biến thể có thể tiến hóa đến mức gây bệnh nghiêm trọng hơn. Với các loại vaccine, con người có thể hạn chế những lây nhiễm có thể tạo cơ hội cho virus thích nghi. Tuy nhiên, vaccine cũng gây ra những sức ép có chọn lọc lên virus và chúng có thể biến đổi để nhiễm vào những người đã tiêm vaccine.